Thật sự là quá buồn luôn. Luộc thịt bị sống rồi cả nhà. Thôi thế là bị sống rồi. Ăn được mấy miếng ở ngoài rìa thì ok, nhưng mà ở giữa thì sống rồi. Thành ra là tại vì mình luộc dày quá, mình hay cho cả cân hoặc là 6, 7, 8 lạng thịt vào luộc. Thế rồi nó mới ra nông nỗi này. Đáng nhẽ ra mình phải cắt ra mới phải. Lúc nãy mình dùng đũa mình xiên và mình thấy nó không có nước đỏ chảy ra nữa rồi. Nhưng mình nghĩ là lý do là bởi vì là mình để miếng thịt to và dày quá. Đáng nhẽ mình phải cắt ra như này mới phải. Cứ vứt cả cục vào đấy. Mọi khi mà vứt cả cân vào được là bởi vì là thịt thăn hoặc là thịt các cô ấy đã cắt cắt dẻo, cắt dẻo dài dài thì nó không sao. Còn miếng này người ta cắt vuông, mà người ta cắt vuông thành ra nó ra lông nỗi này đấy. Chán thế, luộc lại, đi luộc lại.